Tất cả dịch vụ về Liên Quân như nâng cấp skin hoặc săn quân huy và các vấn đề khác, các sếp bấm đại lý xem ở comment nha các sếp ơi. Khơ máu cho sự kiện đẩy xu, tuyên bố cho anh em về bờ hết, tặng 5.000 em Liên Quân để anh em tự làm sự kiện đổi hai dương skin. Anh em xuống comment để tham gia nhóm nhé. Và đừng quên ủng hộ Liên Quân 9 cành hoặc 50 cành bên đại lý để có động lực giúp đỡ mọi người với sự kiện lần này nhé. Wow, có tướng mới các bạn ơi. Sổi ôi ngầu quá với cái màn xuất hiện này. Đẳng cấp thật sự. Và đây là vị tướng được chuyển giao từ tựa game Vương Giả Vinh Diệu sang Liên Quân, mà ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ kỹ năng của vị tướng này nhá. Tên của vị tướng này sẽ là Si Công, hay còn được gọi là Tư Không Chấn. Ngoài ra vai trò đấu sĩ, pháp sư là nhân vật đến từ thế giới song song, vị vua của sấm sét, một kẻ cực kỳ nghiêm khắc nhưng lại hết lòng vì người khác. Đây là bộ kỹ năng và lát nữa mình sẽ review thông tin chi tiết về từng chiêu 1, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 nha mọi người nhé. Hiện tại thì cũng rất là cảm ơn Pet King of Boss đã hỗ trợ giúp đỡ mình để mình có cái màn review ban đầu như thế này. Bởi vì hiện tại thì cái vị tướng này vẫn chưa được mở bán ở máy chủ thử nghiệm đâu các bạn ơi. Phải là mốt ẩn thì chúng ta mới có thể xem được. Đấy, các bạn vừa xong thấy qua về chiêu cuối rất đẹp đúng không nào, rất ngầu. Cứ cho mọi người xem qua chi tiết về chiêu 1, chiêu 2 khi mà vị tướng này ra mắt Liên Quân. Sau đó mình sẽ lạc trôi qua tự game Vương Giả Vinh Diệu và bản thân của mình sẽ tự trải nghiệm và review bộ kỹ năng nha các bạn nhé. Đấy, chiêu 1 lướt và đặc biệt có thêm cả đòn đánh thường tạo ra set vị vua của sấm sét. Này là phiên người ta gọi đây là Lorion phiên bản Pro Max các bạn ạ. Bởi vì mình cảm thấy rất lực luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng lạc trôi qua tự game Vương Giả Vinh Diệu để mình có thể thông báo cho mọi người review chi tiết về bộ kỹ năng nha mọi người. Ok, và đây là tướng mới Tư Không Chấn sẽ được chuyển giao về bên Liên Quân như các bạn nha. Mình nói tướng mới ở đây là tướng mới khi mà ra mắt Liên Quân. Chứ còn vị tướng này thì cũng đã ra mắt cách đây rất lâu ở tựa game Vương Giả Vinh Diệu rồi. Cho những bạn nào không biết thì tựa game Vương Giả Vinh Diệu được gọi là bản gốc của Liên Quân nha. Thế nên Liên Quân của chúng ta cũng đã đón nhận rất nhiều trang phục chuyển giao, rồi bộ kỹ năng chuyển giao, rồi kể cả tướng chuyển giao. Đây là Tư Không Chấn cũng sẽ được chuyển giao về bên Liên Quân. Đấy, mình sẽ review cho tất cả các bạn xem qua về ngoại hình cũng như là bộ kỹ năng của vị tướng này. Trước tiên nhận xét qua về ngoại hình thì các bạn nhìn thấy đây là một vị tướng nam rất là đẹp trai. Kiểu rất là ngầu nha mọi người nhá, với phong cách ăn mặc này, đặc biệt là trên tay. Trên tay các bạn nhìn thấy có những cái tia điện đó, nó có màu xanh và có những cái tia điện kiểu nếu mà động vào phát khả năng cao giật chết luôn đấy các bạn ạ. Đây là về cái ngoại hình, đặc biệt là khung cảnh thì mình cũng không biết nhận xét ra sao. Kiểu khung cảnh nó cũng cổ trang trang các bạn, cổ trang. Còn khuôn mặt của Tư Không Chấn thì cũng không phải là trẻ nữa rồi các bạn ạ. Cũng là một người kiểu trung niên rồi nha mọi người nhá, với mái tóc bạc. Đây là về ngoại hình. Thì cái màn xuất hiện thì mình cũng khá là thấy gọi là giống với Lorion. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem vào trong một trận đấu phân tích qua bộ kỹ năng của vị tướng này có phải là Lorion phiên bản Pro Max hay không nha. À và các bạn đừng quên để lại cho mình xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình với. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ like ủng hộ mình với nha. Ok, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về bộ kỹ năng của Tư Không Chấn. Trước khi review về nội tại thì mình sẽ cần phải giới thiệu chiêu 1 và chiêu 2 bởi vì nó có mối liên kết. Đấy, nội tại của nó có mối liên kết với chiêu 1, chiêu 2 mà. Thêm mình sẽ review qua về chiêu 1, chiêu 2. Chiêu 1 của vị tướng này được Việt hóa có tên gọi là xét tốc độ, các bạn quan sát. Đó, xét tốc độ của khác khi mà mình sử dụng chiêu 1 thì Tư Không Chấn sẽ lao về phía trước được một khoảng nha mọi người nhé. Cụ thể, Tư Không Chấn biến thành xét tốc và lao về phía trước, gây ra một cái lượng sát thương phép lên kẻ địch trên đường và nhận một cái lượng lá chắn trong 2 giây. Ấy, chiêu 1 thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy khi mà Tư Không Chấn nhận được một lớp lá chắn nha mọi người nha. Đây này, đó, một lớp lá chắn và đặc biệt là sẽ biến thành sét và lao về phía trước. Đấy là về cái chiêu 1. Và để xem chiêu 1 này qua được tường hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đó, chiêu 1 có qua được tường nha mọi người nha. Đấy là về chiêu 1. Mình thì cũng đưa ra lời nhận xét luôn. Đối với chiêu 1 thì cảm giác như phạm vi sử dụng cũng không quá xa đâu các bạn. Đấy, nó chỉ được một cái khoảng cách ngắn thôi. Bây giờ chúng ta đến với chiêu 2. Chiêu 2 có tên gọi là sét đánh mãnh liệt. Đây các bạn quan sát chiêu 2 này. Đó, bắn ra một quả cầu nha các bạn nhé. Đặc biệt là chúng ta sẽ có thêm một cái vòng tròn nữa. Và đặc biệt là cánh tay của Tư Không Chấn sẽ phát sáng lên và có những rất rất nhiều tia điện.
Khi kích hoạt chiêu 2, Tư Không Chấn giải phóng một luồng sấm sét dữ dội về phía trước, phát nổ khi đạt phạm vi tối đa hoặc một khoảng thời gian ngắn khi nó chạm vào một đơn vị. Phát nổ sẽ gây ra hiệu ứng đẩy lùi và gây ra tương phép. Đơn vị càng gần Tư Không Chấn sẽ bị đẩy lùi càng xa. Đấy là về chiêu 2 nha các bạn nhé. Chiêu 1, chiêu 2 thì mình cũng đã trình bày rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nội tại. Nội tại của vị tướng này có tên gọi là dẫn thiên lôi. Đòn đánh tường của Tư Không Chấn sẽ gây ra một cái lượng sát thương phép. Khoảng cách gần sẽ kích hoạt đòn đánh cận chiến và giãn cách đánh thường được giảm xuống nhé. Mỗi đòn đánh thường nhận được một tầng lôi điện, tối đa 6 tầng. Đấy. Đây là mình đang kích hoạt đòn đánh cận chiến nha mọi người nha. Đứng gần thì chúng ta sẽ đấm vào mặt đối phương, còn đứng xa chúng ta sẽ bắn. Đó, rất dễ hiểu được các bạn ạ. Nó cũng giống như Bright vậy đó. Khi mà lôi điện đạt tối đa, sấm sét trên trời sẽ nổ ra giúp Tư Không Chấn có thêm cơ hội để tung ra kỹ năng cơ bản. Sau khi sử dụng kỹ năng cơ bản, Tư Không Chấn sẽ cường hóa đòn đánh thường và gây sát thương phép trong một phạm vi rộng. Đòn đánh thường được cường hóa tầm xa, khóa mục tiêu và lính sẽ bị chịu 75% sát thương, đồng thời không kích hoạt hiệu ứng đòn đánh thường nha. Đây là về nội tại. Rất dễ hiểu thôi, mình sử dụng chiêu 1, sau đó là mình được cường hóa đòn đánh thường, sử dụng chiêu 2 được cường hóa đòn đánh thường. Đấy. Thế nên cái combo của vị tướng này khả năng cao cứ phải sử dụng một chiêu đánh thường một phát thì mới tối ưu được lượng sát thương. Có một điểm lợi ở cái nội tại, đó chính là khi mà các bạn tích đủ tầng rồi, số tầng là 6 tầng các bạn tích đủ rồi, full tầng rồi, thì thời gian hồi chiêu các bạn sẽ được rút ngắn đi nhá. Các bạn nhìn chiêu 2 này. Đây nhá, mình đánh thường để tích này. Đó, chiêu 2 của mình đang từ 4 giây, nó được làm mới luôn và chúng ta có cơ hội dùng thêm chiêu 2 lần nữa. Đấy, cái đặc điểm của nó là như vậy các bạn ạ. Tìm hiểu qua về nội tại chiêu 1 cũng như là chiêu 2 rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiêu 3 nha các bạn. Các bạn có tò mò hay không? Đây sẽ là chiêu 3 của vị tướng Tư Không Chấn. Ui. Ôi, nhìn giống kiểu Lorion phiên bản Pro Max vãi trưởng các bạn ạ. Trời ơi. Đấy là về chiêu 3. Cụ thể thông tin chiêu 3 ra sao, nếu như mình không trình bày thì các bạn xem qua chắc các bạn cũng sẽ không hiểu. Chiêu 3 của vị tướng này mang tên Sét Vang Chớp Giật. Cụ thể Tư Không Chấn bay lên không trung, biến hình thành lôi vương. Đấy, vừa xong mình kích hoạt chiêu 3, các bạn nhìn thấy là biến hình thành lôi vương như các bạn nha. Ngoài ra thì quá trình biến hình kéo dài 1,5 giây thôi. Đó. Và trong khoảng thời gian đó ở trạng thái miễn khống chế, gia tăng 30% tốc độ chạy và không bị cản trở bởi địa hình. Đồng thời là đặt 5 chiếc trống gây ra lôi kích công ngẫu nhiên mục tiêu xung quanh, ưu tiên tướng địch. Mỗi đòn lôi kích gây ra sát thương phép, Tư Không Chấn thu được một lôi điện và lá chắn hộ thể hấp thụ một cái lượng sát thương trong một giây, gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh khi mà tiếp đất. Hình thái lôi vương tồn tại tròn 10 giây mà thôi, đòn đánh thường thu được 2 lôi điện. Đòn đánh thường xa sẽ gây ra chuỗi sấm sét, phóng điện gây sát thương phép cho kẻ địch. Đòn đánh cường hóa sẽ được gia tăng phạm vi gây sát thương. Đây là bộ kỹ năng của vị tướng Tư Không Chấn nội tại chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3. Và vị tướng này sẽ được chuyển giao sang Liên Quân. Và các bạn thấy có ngầu hay không khi mà kích hoạt chiêu cuối? Thật sự đây là một vị tướng mình thấy là cũng rất là bá các bạn ạ. Nhìn qua về chiêu thức thì nhìn rất là ngầu. Ấy, vị tướng này mà có trang phục thì cũng xịn lắm. Chốt lại thì vị tướng này thì sẽ là gây sát thương phép nha các bạn nha. Chúng ta sẽ lên đồ phép, chứ không phải là một vị tướng gây đam vật lý đâu các bạn ạ. Bởi vì khi mà mình trình bày cho người bộ kỹ năng thì nó đều liên quan tới phép hết. Đấy. Các bạn đánh giá ra sao về vị tướng này, nó có bị lép vế hay không thì nhớ để lại comment bên dưới nhá. Thật ra thì có thể ở bên tựa game Vương Giả Vĩnh Diệu vị tướng này bị flop, bởi vì bên Vương Giả Vĩnh Diệu cũng có rất nhiều tướng khỏe. Nhưng mà sang bên Liên Quân biết đâu được vị tướng này có thể làm chùm thì sao. Đúng, hợp lý. Đây các bạn thấy này. Đấy, đứng gần là chúng ta sẽ chuyển trạng thái là cận chiến là đấm nhá. Còn đứng xa thì chúng ta sẽ là bắn. Đấy là hai trạng thái, nó cũng giống như Bright vậy các bạn ạ. Như là Bright đứng xa thì dùng giáo để ném, đứng gần thì dùng kiếm để chém. Đặc biệt là vị tướng này cũng có khống chế để có thể đẩy lùi. Đó, cũng có khống chế luôn. Và mình cảm giác cái tốc đánh của cái con này nó cũng rất là nhanh nha mọi người nhá. Sử dụng một chiêu sau đó là chúng ta đánh thường, đấy là đòn đánh thường cường hóa, thì chúng ta sẽ tạo ra những cái quả cầu sét rất là khỏe. Đây là mình đang review cho mọi người xem qua đây, chiêu cuối này. Uầy, chiêu cuối đi được xuyên cả địa hình các bạn ạ. Bởi vì chúng ta không sợ địa hình nữa, kích hoạt chiêu cuối là chúng ta sẽ được bay lên trời và đi xuyên được cả địa hình nhá. Thêm một vị tướng nữa có thể là xuyên được địa hình rồi. Mà thật ra thì đấy cũng không hẳn là xuyên địa hình đâu. Đấy là nhảy qua địa hình, hoặc là bay qua địa hình, chính xác hơn là như thế.
Còn kỹ năng con này nếu như mà các bạn không tích đủ tầng ấy, số tầng ấy, thì cảm giác nó hồi chiêu rất là lâu. Nhưng mà các bạn tích đủ số tầng rồi thì nó được làm mới chiêu rất là nhanh nha mọi người nhá. Chốt lại một điều là kỹ năng con này nó sẽ hồi nhanh nếu như mà các bạn tích đủ tầng. Đấy các bạn nhìn nhá. Đó, mình tích đủ tầng một phát, chiêu 1, chiêu 2 của mình hồi luôn. Có nghĩa là mình cứ phun cái thanh ở bên dưới máu ấy. Trong khoảng thời gian đấy chiêu 1, chiêu 2 của mình nó chưa hồi, mà mình phun cái thanh ở dưới thanh máu, lập tức là chiêu 1, chiêu 2 của mình được hồi luôn. Đấy các bạn thấy không? Đấy, mình phải test như thế này, cận cảnh này cho mọi người có thể dễ dàng thấy được. Ok, màn review tướng mới của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tướng mới ra mắt Liên Quân nha. Chứ còn thật sự là chắc là một vài ngày tới thì tướng mới mới mở bán ở máy chủ thử nghiệm. Thì lúc đấy mình có thể review trong trận đấu người. Còn đây là mình phân tích qua bộ kỹ năng để các bạn đỡ hóng thôi. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá theo dõi clip của mình. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye.